Việt Nam yêu cầu Monsanto bồi thường cho nạn nhân chất độc da cam. Việt Nam đã yêu cầu công ty Monsanto bồi thường cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, một hóa chất mà công ty đã cung cấp cho quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam. Yêu cầu đã được đáp ứng. Công ty được lệnh phải chi trả 289 triệu Mỹ Kim cho một người bảo vệ trường học. Ông Roundup nói rằng sản phẩm thuốc diệt cỏ do Monsanto sản xuất đã góp phần khiến ông bị ung thư phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam nguyễn phương trà tuyên bố phán quyết này là một tiền lệ pháp lý bác bỏ những tuyên bố trước đó cho rằng thuốc diệt cỏ do monsanto và các công ty hóa chất khác sản xuất cho quân đội hoa kỳ trong chiến tranh là vô hại ông raldup nói trên phương tiện truyền thông nhà nước việt nam đã phải gánh chịu những hậu quả to lớn từ chiến tranh đặc biệt là các tác động lâu dài của các hóa chất độc hại bao gồm chất độc da cam Chất độc da cam là một loại thuốc diệt cỏ hóa học được quân đội Hoa Kỳ sử dụng để tiêu diệt quân du kích Việt Cộng. Từ năm 1961 đến năm 1971, quân đội Hoa Kỳ đã rải khoảng 12 triệu lít hóa chất trên xuống hơn 30.000 miles tại miền Nam Việt Nam. Dioxin là một thành phần độc hại của chất độc da cam, là nguyên nhân gây lên các vấn đề sức khỏe như dị tật bẩm sinh và bệnh ung thư chết người. Hàng triệu người bao gồm cả Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn đang chịu ảnh hưởng do bị phơi nhiễm chất độc có khả năng duy truyền lại cho con cái của các nạn nhân. Monsanto nói rằng chính phủ đã đưa ra quy trình đặc biệt để chế chất độc da cam và xác định địa điểm, thời gian, cách sử dụng chất độc này. Chất độc da cam chỉ được sản xuất và sử dụng theo yêu cầu của chính phủ. Trong một bài đăng trên website, công ty lưu ý rằng nó chỉ là một trong chín nhà thầu mà chính phủ đặt hàng sản xuất hóa chất. Monsanto được thành lập tại San Louis, Missouri năm 1901. Vào tháng 6, công ty này đã được Bayer AG mua lại. Hoa Kỳ và Mexico bước đầu tiến tới thay thế NAFTA. Tổng thống Donald Trump cho biết Hoa Kỳ và Mexico đã đồng ý sửa đổi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, gọi tắt là NAFTA. Ông cũng kêu gọi Canada đồng ý với các điều khoản mới. Tổng thống Trump đã ra thông báo tại tòa Bạch Ốc hôm thứ hai sau cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Mexico về hiệp định thương mại trong đó bao gồm cả Canada. Ông ca ngợi thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Mexico là một việc trọng đại đối với thương mại và đất nước. Văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ cho biết, theo thỏa thuận, để được miễn thuế 75% phụ tùng xe hơi phải được sản xuất trong khu vực NAFTA, tăng hơn so với yêu cầu hiện tại chỉ có 62,5% tổng thống trump nói ông muốn loại bỏ nafta bình luận này cho thấy hoa kỳ sẵn sàng rút khỏi thỏa thuận riêng với canada mexico hy vọng đàm phán thay thế nafta sẽ được ba nước đồng thuận tuy nhiên từ trước đến nay canada đã từ chối những bộ hoa kỳ tổng thống mexico enrique pena nieto đã hoan nghênh thỏa thuận mới thay thế nafta trong các cuộc điện đàm với tổng thống trump vào sáng thứ hai ông bày tỏ hy vọng canada cũng sẽ tham gia vào khóa thỏa thuận mới nhất Chính phủ Mexico trước đó tiết lộ rằng Pina Nito đã nói chuyện với Thủ tướng Canada Justin Trudeau qua điện thoại vào hôm Chủ nhật. Có thể đó là dấu hiệu cho thấy hai nước đang hợp tác trong vấn đề này. Một phát ngôn viên của Ngoại trưởng Canada Christina Freeland cho biết, trong một tuyên bố rằng Canada sẽ tiếp tục đàm phán một thỏa thuận, tuyên bố cho biết nước này sẽ chỉ ký một thỏa thuận thay thế NAFTA nếu thỏa thuận này tốt cho Canada và tầng lớp trung lưu. Canada cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận ba bên. Quan hệ giữa Tổng thống Trump và ông Trudeau gần đây trở nên căng thẳng kể từ khi ông Trump bày tỏ không hài lòng trước các bình luận của ông Trudeau về chính sách quan thuế Hoa Kỳ tại hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 6. Liên Hiệp Quốc đang thảo luận về việc liệu có nên cấm các loại vũ khí tự điều khiển như rover sát thủ được điều hành bằng trí thông minh nhân tạo hay không. Các viên chức chính phủ và chuyên gia từ hơn 100 quốc gia đang tham gia hội thảo được mở tại trụ sở Liên Hiệp Quốc Geneva hôm thứ Hai. Các cuộc thảo luận đang tập trung vào việc làm thế nào để điều chỉnh sự phát triển của các Child vũ khí tự điều khiển bằng AI. Đại sứ Áo Thomas Hajinosi nói rằng, thật phi đạo đức nếu các quyết định liên quan đến sự sống và cái chết lại đem đặt vào tay máy móc. Ông nhấn mạnh quyết định của loài người phải luôn luôn bảo vệ đạo đức và pháp luật Mối quan tâm của ông cũng được các đại diện khác lặp lại, họ kêu gọi hạn chế phát triển vũ khí tự động. Kazuhio Kade, đại diện của Nhật Bản tại hội nghị giải trừ vũ khí đã đưa ra một cái nhìn khác. Ông nói nếu các vũ khí AI được sử dụng đúng cách sẽ nâng cao độ chính xác, xác định và tấn công mục tiêu, giảm thiệt hại về tài sản và sơ xuất của con người. Một số quốc gia bao gồm Hoa Kỳ và Nga phản đối việc điều chỉnh các quy định về vũ khí AI họ lập luận điều quan trọng nhất là phải bảo đảm sử dụng hợp lý công nghệ thông qua các hệ thống quản lý và huấn luyện cuộc thảo luận của liên hiệp quốc về vấn đề trên sẽ kết thúc vào thứ sáu tổng thống trump tìm cách thắt chặt quan hệ với kenya tổng thống hoa kỳ donald trump đã bày tỏ ông sẽ tìm cách hợp tác thương mại và an ninh mạnh mẽ hơn với kenya tuyên bố được đưa ra giữa bối cảnh trung cộng đang gia tăng sự hiện viện tại châu phi qua các khoản cho vay và đầu tư lớn Tổng thống Trump chào đón tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta tới tòa Bạch ốc hôm thứ hai. Bắt đầu cuộc đàm phán, tổng thống Trump đã tuyên bố Kenya là một quan hệ quan trọng với Hoa Kỳ. So với các tổng thống trước, ông Trump được cho là thiếu quan tâm và hiểu biết về châu Phi. Ông đã bị chỉ trích sau khi sử dụng một từ xúc phạm để mô tả các nước thuộc khu vực này. Tuần trước, tổng thống Trump đã tức giận đăng trên Twitter để chỉ trích chính sách thu hồi đất phân biệt chủng tộc tại Nam Phi. Các nhà quan sát nói rằng đề xuất về việc tăng cường quan hệ với Kenya có thể để kiềm hãm sự bành trướng của Trung Cộng. Trung Cộng đã đầu tư xây dựng một tuyến đường sát dài tại Kenya. Công trình này được xem là dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất Kenya từ khi độc lập năm 1963. Nhiều lãnh đạo châu Phi đang tụ tập về phía Bắc Kinh để chuẩn bị cho một hội nghị quốc tế vào tuần tới. Tổng thống Trump hoãn chiến thăm Bắc Hàn của ông Pompeo. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hủy chuyến thăm Bắc Hàn của Ngoại trưởng Mike Pompeo sau khi nhận được lá thư hiếu chiến từ một quan chức cao cấp của Bắc Hàn. The Post trích dẫn hai viên chức cao cấp Hoa Kỳ nói rằng bức thư được nhận vào hôm thứ Sáu từ ông Kim jong Cho, phó chủ tịch của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Bắc Hàn cầm quyền, người dẫn dắt phái đoàn Bắc Hàn trong các cuộc đàm phán trước đây với ông Pompeo. Tờ báo cho biết nội dung bức thư không rõ ràng, nhưng mang giọng điệu hiếu chiến đến mức Tổng thống Trump và ông Pompeo quyết định hủy bỏ chuyến thăm. Kế hoạch thăm Bắc Hàn được công bố vào một ngày trước khi bức thư được gửi đến. Ông Pompeo dự tính sẽ giới thiệu Stephen Biegun trong chuyến thăm với vai trò một đặc sứ mới cho các đối tác Bắc Hàn. Trong việc hủy bỏ chuyến thăm của ông Pompeo, lần đầu tiên ông Trump công nhận nỗ lực của phi hạt nhân Bắc Hàn đã bị đình trệ từ ngày 12 tháng 6 với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Hôm Chủ nhật, Phương tiện truyền thông Bắc Hàn cáo buộc Hoa Kỳ là kẻ hai mặt và ấp ủ âm mưu chống lại Bắc Hàn, nhưng không đề cập đến chuyến đi bị hủy bỏ của ông Pompeo. Các viên chức tình báo và quốc phòng Hoa Kỳ nhiều lần bày tỏ nghi ngờ về việc Bắc Hàn cam kết sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân và cho rằng chuyến đi của ông Pompeo sẽ không mấy mang lại kết quả khả quan. Nhật Bản nói Bắc Hàn là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. Mặc dù ông Kim Jong-un đã cam kết tạm ngưng thử nghiệm hòa tiễn đạn đạo và phi hạt nhân hóa, Nhật Bản hôm thứ Ba nói rằng Bắc Hàn vẫn là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng của nước này. Trong một báo cáo hàng năm của Bộ Quốc phòng, Nhật Bản được công bố hôm thứ Ba ghi nhận các hoạt động quân sự của Bắc Hàn là mối đe dọa nghiêm trọng và cấp bách mà Nhật Bản đang phải đối mặt. Tài liệu đã đặt ra mối lo ngại an ninh về vũ trang hạt nhân của Bắc Hàn, tham vọng lãnh thổ của Trung Cộng, sự lớn mạnh quân đội của nước này và ý định của Nga nhằm tái xây dựng sức mạnh Nhật Bản giữa các đối thủ tiềm năng tại Đông Á. Tổng thống Trump đã ca ngợi cuộc gặp của mình, cuộc đàm phán giữa ông và ông Kim Jong-un, đồng ý tạm ngưng các bài tập trận quân sự chung với Nam Hàn, đổi lại các nhà lãnh đạo Bắc Hàn cam kết làm việc nhằm dỡ bỏ vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, cuộc đàm phán đã đình trệ khi Washington yêu cầu Bình Nhưỡng lên kế hoạch chi tiết cho quá trình phi hạt nhân. Phát biểu tại cuộc họp ở Singapore, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng ông sẽ không thay đổi lập trường quân sự đối với quốc gia láng giềng, hiếu chiến này cho đến khi họ có những bước cụ thể để thực hiện quá trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể xác minh và không thể đảo ngược. Nhật Bản cho biết tháng trước nước này dự tính mua hai trạm theo dõi radar phòng không Aegis Ashore từ Hoa Kỳ để tăng cường quốc phòng chống lại hỏa tiễn Bắc Hàn. Thiết bị này sẽ được triển khai cùng với hỏa tiễn năng lượng đánh chặn và cũng được sử dụng để cảnh giác trước các mối đe dọa tiềm ẩn từ Trung Cộng.